kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu tới quý vị và các bạn về cấu tạo của một hầm tư ngoại cho một khu resort cao cấp. Chú thiết mình luôn đi. Dù như qua cái điểm này. Quay cùng quay đi. Đây. Đây là một cái hầm tụ hội của một căn villa. Mẫu. Đây là ống chờ của phân xuống. Đây là hầm chứa. Đây là cái ống hơi của hầm chứa. Hầm chứa đó, nó sẽ ống cao hơn hầm chứa nó đặt đây, hầm lắng nó sẽ tràn qua hầm lắng, nó sẽ có cái ống thấp hơn thông qua hầm lắng, hầm lắng nó sẽ ra hầm lọc. Các bạn thấy ống nó sẽ đi xuôi từ cao xuống thấp, xuống thấp là chứa lắng lọc. Ra hú ga là cái ống thấp nhất. Còn cái ống này để mà thông hơi các cái hầm lẫn nhau để thông hơi lên mái nó khỏi hôi. Và cái hầm cầu nó thoát nước nó nhanh hơn. Không có nghe tiếng ột ột ột. Thôi. Đơn giản vậy. Đơn giản. Top. Còn đây là những tấm đanh được lên trên đặt lên trên hầm thư ngoại. Các bạn có thể thấy tấm đanh này thì được đổ bằng bê tông. Kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video.